Ok, chào các bạn. Cận thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi video hỗ trợ em học sách từ cùng trường nghĩa. Hôm nay cô Trường Anh sẽ hỗ trợ em học nhóm từ số 164. Nhóm từ có cái nghĩa chung mang nghĩa là sát nhập, nghĩa là hợp nhất. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa những từ trong nhóm từ này nhé. Cô sẽ có với cái từ đầu tiên. Với từ unite nghĩa là gì? Nếu như nó là lực động từ thì nghĩa là kết hợp, là liên hợp với những người khác để cùng làm một việc như là một nhóm, mà nghĩa là cùng nhau hành động, cùng nhau làm việc. Cùng nhau làm việc. Rồi, ngoài cái nghĩa đó ra, nó sẽ còn vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ. Nó nghĩa là khiến cho con người hoặc là vật hợp nhất lại thành một thể thống nhất. Mang nghĩa là hợp nhất, hợp lại, nhấn mạnh cái sự trọn vẹn của quá trình và sự duy nhất của kết quả. Ví dụ cô sẽ nói rồi, mục tiêu của ông ấy là hợp nhất Ý nhá, hoặc là hai cái quốc gia đó hợp nhất với nhau, thống nhất với nhau năm 1987. Tức là muốn nhấn mạnh cái việc là hợp nhất hợp lại, nhấn mạnh vào cái sự trọn vẹn của quá trình và sự duy nhất của kết quả. Đó không ạ? Rồi chúng ta sẽ có với cái từ tiếp theo. Cô sẽ có với cái từ đó là từ, với từ merge nghĩa là gì? Trở với từ merge nghĩa là kết hợp hoặc khiến hai hoặc nhiều hơn hai thứ kết hợp lại với nhau thành một thứ. Nó mang nghĩa là sát nhập. Những cái con người hoặc là vật phần nào sẽ bị mất đi cái bản sắc riêng biệt của chúng khi mà hợp nhất lại. Tức là một số những cái nhân tố hoặc thành phần của con người và sẽ được hợp nhất lại sẽ bị mất đi. Trở ngoài ra chúng ta sẽ có cái anh sau. Với cái anh là merge into something nghĩa là gì? Nó là nội động từ nghĩa là nếu hai thứ mà merge hoặc là một thứ này mà merge into something, nếu mà một thứ này mà merge vào thứ khác thì cái sự sắc khác biệt giữa chúng sẽ dần biến mất, vì vậy mà không thể nào tách biệt được chúng nữa, mang nghĩa là hòa vào, là kết hợp vào. Thế cô có với cái động từ sau, với động từ combine nghĩa là gì? Nghĩa là kết hợp lại với nhau để thành một thể, một nhóm thống nhất. Kết hợp hai hoặc nhiều hơn hai thứ vào với nhau để làm thành một thứ, một nhóm duy nhất. Cô có còn hai từ nữa. Với cái từ sau này, với cái từ là, với từ incorporate nghĩa là gì? Cô sẽ có từ incorporate nghĩa là thêm cái điều gì, thêm điều gì để cái thứ gì đó trở thành gì? Thêm cái anh này có nghĩa là thêm cái điều gì để điều đó trở thành một phần của thứ lớn hơn đã có sẵn, mà nghĩa là kết hợp. Và cô có với cái từ cuối cùng, với từ integrate nghĩa là gì? Nghĩa là kết hợp hai hoặc nhiều hơn hai thứ để chúng cùng nhau hoạt động với nhau, để chúng cùng hoạt động với nhau, mà nghĩa là tích hợp vào nhá, để mà có thể hiệu quả hơn. Nói chung là nếu như mà chúng ta đọc lý thuyết như vậy mình sẽ thấy nó rất là rối. Bây giờ cô sẽ cụ thể vào cái việc mà cô sẽ phân tích lại cái nghĩa của những từ đó qua từ ngữ cảnh của câu thì em sẽ thấy dễ hơn. Chứ việc mà chúng ta đọc nguyên lý thuyết như vậy thôi thì nó rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì là mình đang học về từ cùng trường nghĩa, tức là những cái từ đó nó sẽ có cái liên nghĩa gần như kiểu gì nó cũng sẽ phải xem nhau, đúng không ạ? Với cái câu số 1, em nhớ cho cô là cái dạng bài về từ cùng trường nghĩa nó sẽ là cái phạm trù về từ vựng. Mà với cái phạm trù về từ vựng thì em sẽ phải xét ngữ cảnh của câu. Như với cái câu số 1 nè, không ai trong số chúng ta có nhiều tiền cả. Như dịch là chúng ta gì là không ai trong chúng mình có nhiều tiền cả. Vì vậy mà chúng ta hãy làm sao những cái gì mà chúng ta có. Bây giờ cô có hai cái sự lựa chọn sau. Với cái động từ sau, với động từ combine nghĩa là gì? Với cái động từ combine nghĩa là kết hợp lại với nhau để thành một thể, một nhóm thống nhất. Kết hợp hai hoặc nhiều hơn hai thứ lại với nhau để tạo thành một thứ, một nhóm duy nhất. Nhờ dịch là chúng ta, tất cả chúng ta đều không có nhiều tiền. Vì vậy mà chúng ta hãy kết hợp những cái thứ mà chúng ta có lại với nhau. Bây giờ cô sẽ còn một cái từ nữa, đó chính là từ, với cái từ là merge. Ok, thì ở trong cái ngữ cảnh câu này sẽ là với cái từ là merge, nghĩa là kết hợp hoặc khiến cho hai hoặc nhiều thứ kết hợp lại với nhau thành một thứ, mà nghĩa là sát nhập lại. Nhưng mà khi sát nhập lại thì cái phần nào của cái thứ đó sẽ mất đi bản sắc riêng của nó. Vậy trong ngữ cảnh câu này nó sẽ không có cái ý như vậy, đúng không ạ? Thì nhớ, và nếu như mà theo cái cấu trúc, đúng không ạ? Theo cái cấu trúc là merge into something thì ở đây nó cũng không có giới từ into. Vậy thì cô sẽ loại trừ cái phương án này. Do đó cô sẽ còn cái anh đó là động từ, động từ combine. Với cái động từ combine thì cô sẽ hiểu rằng là vì chúng ta không có nhiều tiền, đúng không ạ? Nên là chúng ta kết hợp, chúng ta có thể kết hợp với những cái thứ mà chúng ta có để tạo thành một cái
một tạo thành một cái nhóm thống nhất. Ví dụ như kiểu là chúng ta không có nhiều tiền, vì vậy mà chúng ta kết hợp những cái gì chúng ta có lại. Nhưng mà chúng ta không có nhiều tiền để mà có thể đi ăn tiệc, để tổ chức bữa tiệc chẳng hạn. Vì vậy mà chúng ta, ví dụ là mình có thể hiểu là chúng ta không có nhiều tiền để mà chúng ta có thể mua nhiều đồ chẳng hạn. Vì vậy mà chúng ta hãy kết hợp những cái gì chúng ta có. Ví dụ như là nhà em có rau thì mang rau, nhà em có quả thì mang quả, nhà em có trứng thì mang trứng, nhà em có gà thì mang gà. Chúng ta hãy combine, kết hợp những cái đó mà chúng ta có đấy để tạo thành một cái bữa tiệc, đúng không? Kiểu như vậy. Rồi với cái câu số 2 này, giáo viên được hướng dẫn cái cách để mà làm sao đây ạ? Thì ở chúng ta sẽ có giáo viên được dạy cái cách để làm gì? Việc sử dụng máy tính vào trong cái tiến trình dạy học bình thường trong lớp học. Bây giờ với cái câu số 2, cô có hai cái sự lựa chọn, đó là từ với từ merge, nghĩa là gì? Nghĩa là sát nhập lại. Chứ là sát nhập lại tức là sao? Khi mà nó hợp nhất lại thành một cái thứ khác ấy, thì những cái phần mà sát nhập đấy nó sẽ dần mất đi, nó sẽ mất đi phần nào cái bản sắc riêng của nó. Vậy nên nó sẽ không mang nghĩa là sát nhập, đúng không ạ? Mà ở trong ngữ cảnh câu này cô sẽ dùng với cái từ sau này. Ở trong ngữ cảnh câu này cô sẽ dùng với cái từ là từ với từ integrate, nghĩa là gì? Nghĩa là tích hợp vào, tức là kết hợp hai hoặc nhiều hơn hai thứ vào để chúng cùng hoạt động với nhau. Trong câu này mình sẽ hiểu rằng là cho cái việc sử dụng máy tính này, tích hợp cái việc sử dụng máy tính vào trong cái tiến trình dạy học để cho máy tính, đúng không ạ, hỗ trợ cho cái tiến trình dạy học của mình, thì chúng ta sẽ dùng với từ integrate, mình nghĩa là kết hợp hai hoặc nhiều hơn hai thứ để chúng cùng hoạt động với nhau và có thể là sẽ để sao cho hiệu quả hơn. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cái tiến trình dạy học đấy, khi mà có thêm máy tính vào thì máy tính sẽ hỗ trợ cho cái tiến trình dạy học đấy để đạt được cái hiệu quả dạy học cao hơn. Vậy thì ở trong cái ngữ cảnh câu này cô sẽ chọn được cái từ integrate. Ok, thế còn câu số 3 thì sao? Câu số 3 dịch là toàn bộ hội nghị, đúng không ạ? Đã làm sao? Đã cùng nhau thống nhất để mà làm sao phản đối cái kế hoạch của chính phủ trong cái việc mà làm sao xây dựng bệnh viện, đúng không ạ? Vậy thì ở đây cô có hai cái sự lựa chọn, em sẽ dùng từ gì bây giờ? Cô có từ sau này với từ incorporated, nghĩa là gì? Cô có từ incorporate nghĩa là kết hợp theo kiểu là thêm điều gì đó để mà, với cái từ kết hợp này mang nghĩa là thêm cái điều gì để điều đó trở thành một phần của cái thứ lớn hơn đã có sẵn. Chờ, vậy thì ở đây chúng ta sẽ không thể dùng với cái nghĩa là incorporated được, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ còn cái từ còn lại của chúng ta với cái từ sau, với từ unite, nghĩa là gì? Nghĩa là kết hợp với những người khác để cùng làm một việc gì đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả mọi người trong cái hội nghị đấy, đúng không ạ, đều làm sao, đều đồng lòng với nhau, đều hợp cùng với nhau để mà phản đối, tức là mình sẽ hiểu rằng đây sẽ là kết hợp với những người khác để cùng làm việc gì đó. Vậy đây là cả cái hội nghị đó, đúng không ạ, đều làm sao, đều đều thống nhất với nhau, đều hợp với nhau để mà phản đối cái kế hoạch của chính phủ. Vậy thì ở trong cái ngữ cảnh câu này cô sẽ dùng được cái động từ là động từ united. Ok, thế còn câu số 4 thì sao? Câu số 4 dịch là rất là nhiều trong số những cái đề xuất của bạn, đúng không ạ, đã được đưa vào cái bản kế hoạch này. Vậy thì cô sẽ có với cái từ sau. Rồi cô sẽ có hai cái sự lựa chọn cho em. Đúng không? Bây giờ em sẽ chọn từ gì bây giờ? Thì cô sẽ có với cái động từ sau. Với cái động từ là merge, nghĩa là sát nhập vào. Sát nhập tức là kết hợp hai nhợ hoặc là khiến cho hai hoặc nhiều hơn hai thứ kết hợp lại với nhau thành một thứ. Vậy thì ở đây nó không phải là kết hợp lại thành một thứ, mà người ta bảo rằng là những cái đề xuất của bạn đấy, đúng không? Rất là nhiều trong số những cái đề xuất của bạn đấy đã được đưa vào cái bản kế hoạch này, chứ không phải là sát nhập vào nhá. Tức là đưa thêm vào chứ không phải là sát nhập vào. Do đó cô sẽ không chọn với cái anh là nhá. Cô sẽ không dùng cái từ merge. Nhá, vậy thì cô sẽ còn cái từ còn lại của chúng ta chính là cái từ với từ incorporate, nghĩa là gì? Thêm điều gì đó vào, đúng không? Mà nghĩa là kết hợp vào. Chợ thêm cái điều gì vào đó vào để cái điều đó trở thành một phần của cái thứ lớn hơn. Vậy thì cô sẽ thấy rằng là những cái đề xuất của bạn được thêm vào cái bản kế hoạch này, thì cái bản kế hoạch này chính là cái thứ lớn hơn. Thế cái này nó sẽ là thêm vào một cái thứ, thêm cái điều gì đó vào nữa trở thành một phần của cái thứ lớn hơn nhá. Xong câu số 4 chuyển cho cô sang câu số 5 này. Chờ câu số 5 dịch là cái ngôi làng đấy đã mở rộng, đúng không ạ, và sát nhập vào một cái thị trấn lớn nhá. Thế cô dịch là cái ngôi làng đấy đã mở rộng,
đúng không ạ, và sát nhập vào đây rồi. Cô có với cả anh sau này. Với câu này em sẽ căn cứ cho cô bằng giới từ into thì cô sẽ có cái cấu trúc sau này. Thì em sẽ xem ở trong cái mục này cô có cái anh sau. Trợ với cái anh là, với cái anh là merge into something nghĩa là gì? Nếu hai thứ mà merge, hoặc là nếu một thứ này mà merge into vào thứ khác, đúng không ạ, thì cái sự khác biệt giữa chúng sẽ dần biến mất, vì vậy mà không thể nào tách biệt được chúng nữa. Thế mà nghĩa là hòa vào, nghĩa là hợp nhất vào. Vì đến đây chúng ta sẽ hiểu ra là cái ngôi làng đấy, đúng không ạ, hợp vào một, hợp nhất vào một cái thị trấn lớn, thì lúc đấy cái ngôi làng đấy đã hòa vào đấy rồi, không còn phân biệt là chỗ nào là ngôi làng, chỗ nào là thị trấn đó nữa, nó chỉ còn một thể thống nhất, đó là thị trấn lớn đấy thôi. Vậy thì ở cái ngữ cảnh câu này cô sẽ dùng được cái động từ là, nhờ dùng động từ là merge. Ok, thế còn với cái câu số 7, trợ với cái câu số 7 dịch là cô ấy hòa vào đám đông rồi biến mất. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là cô ấy hòa vào đám đông rồi biến mất. Sorry, câu 6 của cô trước. Câu 6 dịch là anh ấy đã kết hợp cùng với họ trong một cái đám cưới tập thể ở sân vận động. Dịch là anh ấy đã kết hợp với họ trong cái gọi là anh ấy đã kết hợp cùng với họ để tổ chức hôn lễ trong một đám cưới tập thể. Tức là mình sẽ hiểu rằng là anh ấy cùng với những người khác tham gia một đám cưới tập thể. Đấy chưa? Vậy thì ở đây cô có hai cái sự lựa chọn với cái từ sau. Với cái từ là merge nghĩa là gì? Nghĩa là sát nhập vào, và khi mà anh ta mà hòa vào với họ thì anh ta không còn giữ cái bản sắc riêng của anh ta nữa, đúng không? Nó hòa thành một rồi. Vậy trong cái cảnh câu này nó sẽ không có ý như vậy. Vậy thì cô sẽ còn cái từ sau này với cái từ là, với từ unite nghĩa là kết hợp với những người khác để làm việc gì đó. Và đây mình sẽ hiểu rằng là anh ta kết hợp cùng với họ, đúng không ạ, để mà có một cái lễ cưới tập thể. Vậy thì ở cái câu số 6 này cô sẽ điền được với cái động từ là unite. Ok, thế còn câu số 7 sao? Câu số 7 dịch là cô ấy hòa vào đám đông rồi biến mất. Tức là mình sẽ hiểu câu này dịch là cô ấy hòa vào, tức là cô ấy khi mà cô hòa vào thì không còn thấy cô ấy đâu nữa cả, hiểu như vậy đúng không ạ? Cô ấy hòa vào đám đông rồi biến mất mà, tức là khi mà cô ta hòa vào đó thì không còn thấy cô ấy đâu nữa cả. Vậy thì bây giờ cô có hai cái sự lựa chọn sau. Với cái động từ sau, với động từ combine nghĩa là gì? Với động từ combine nghĩa là kết hợp lại với nhau để thành một nhóm, một thể thống nhất. Chứ ở đây không phải là cô ta kết hợp để thành một cái đám đông đó, nhờ mà đây là cô ta hòa vào đám đông cơ. Vậy thì cô sẽ không thể dùng từ combine được. Vậy thì cô sẽ còn cái từ còn lại với cái động từ là, với động từ là merge. Nghĩa là sao đấy? Nghĩa là sát nhập vào đâu, hòa vào đâu, mà khi mà con người vào hòa vào đó sẽ mất đi cái bản sắc riêng của mình. Nhớ, tức là chúng ta sẽ hiểu rằng là trong đám đông đó không có thấy cô ấy đâu nữa cả, đã mất đi cái, đúng không? Mất đi cái đặc trưng riêng của cô ấy, không còn nhận ra cô ấy ở đâu nữa cả. Vậy thì với cái câu này cô sẽ điền được là merge. Ok, thế còn với cái câu số 8 thì sao đây ạ? Với câu số 8 dịch là chúng tôi đã cho thêm những cái tính năng an toàn mới nhất vào cái mẫu ô tô mới này. Bây giờ cô sẽ xét từng phương án một nhá. Ý đề của chúng ta là sao? Ý đề với từ merge nghĩa là sát nhập vào là một. Chứ nếu mà sát nhập vào một thì nó sẽ không còn những cái, nó sẽ mất đi phần nào cái bản sắc riêng của nó. Nhưng ở đây không phải là lấy cái tính năng an toàn này sát nhập vào cái bản thiết kế này, đấy nhá. Nên là ý đề cô sẽ loại. Rồi tiếp này cô sẽ có ý C với từ sau, với từ combine nghĩa là kết hợp lại thành một thể thống nhất. Chứ không phải là cái tính năng an toàn đấy kết hợp vào kia thành một thể thống nhất đâu ạ. Nhớ, nếu như mà kết hợp lại thành thể thống nhất thì hai cái đấy nó sẽ phải có vai trò là ngang nhau, kết hợp lại với nhau để thành một thể thống nhất cơ. Nhưng mà cái này nó chỉ là thêm cái tính năng an toàn vào cái mẫu xe ô tô mới thôi, nên ý C cô không chọn được. Nhờ bây giờ cô sẽ chỉ còn ý A hoặc là ý B mà thôi. Thì cô sẽ có ý B với từ sau, với từ integrate nghĩa là gì? Nghĩa là kết hợp hai hoặc nhiều hơn hai thứ để chúng cùng hoạt động với nhau. Đấy nhớ. Để mà có thể đạt hiệu quả hơn. Vậy đây nó sẽ không phải là, với cái câu này chúng ta thấy là không phải là tích hợp vào, đúng không? Không phải kết hợp vào nhau để chúng cùng hoạt động với nhau. Nghe này. Nhờ cái từ sau này với cái từ đó là từ, với từ integrate nghĩa là gì? Nghĩa là kết hợp hai hoặc nhiều hơn hai thứ để chúng cùng hoạt động với nhau. Nhưng mà cái này nó không phải là cái tính năng an toàn đấy sẽ cùng hoạt động với cái bản thiết kế mới kia nha, nên cô sẽ không chọn ý B. Do đó với cái câu số 8 này cô sẽ chọn được đáp án là ý A. Ý A với từ incorporated nghĩa là gì? Nghĩa là thêm cái điều gì đó vào để mà cái điều đó trở thành một phần của cái thứ lớn hơn nhá. Được chưa? Em nhớ cho cô này, có nhiều bạn sẽ không phân biệt được cái anh incorporate và từ integrate. Nhớ cô là với cái từ đó là từ,
với từ incorporate, nghĩa là thêm cái gì đó vào để cái thứ đó trở thành một phần của cái thứ lớn hơn. Thì trong câu này là người ta thêm cái tính năng an toàn vào để cái tính năng an toàn này sẽ là một phần của cái bản thiết kế mẫu xe ô tô mới này. Thế còn với cái từ sau này, với cái từ đó là từ, với từ integrate nghĩa là gì? Nghĩa là tích hợp. Tích hợp tức là sao? Tức là với cái từ sorry, với cái từ integrate nghĩa là kết hợp vào, là kết hợp hai với nhiều thứ vào để cho chúng cùng hoạt động với nhau. Đấy chưa? Nghe này, anh này cô nó không phải là thêm một cái gì đó vào để cái đó là một phần của cái lớn hơn, mà khi mà người ta dùng cái từ, người ta dùng cái từ integrate nghĩa là gì? Nghĩa là kết hợp hai hoặc nhiều thứ với nhau để chúng cùng hoạt động với nhau. Đấy nhá. Đấy chưa? Vậy thì với cái câu số 8 này cô sẽ chọn được câu đấy là A. Sau câu số 8 chuyển cho cô sang câu số 9. Chờ với câu số 9 dịch là nữ diễn viên nói thêm rằng cái sự hợp tác, cái sự hợp tác chung này, nữ diễn viên nói thêm rằng cái sự hợp tác lẫn nhau này đã khiến cho họ trở thành một cái thể thống nhất, đúng không ạ? Và không còn suy nghĩ về việc là ai mới là đối tác tốt hơn nữa. Vậy thì cô sẽ thấy như sau này. Ở đây dịch là đã khiến cho họ đoàn kết thành một thể thống nhất. Vậy thì ở đây cô sẽ không chọn A. Với từ integrate nghĩa là gì? Nghĩa là kết hợp hai hoặc nhiều thứ với nhau để chúng cùng hoạt động với nhau thì không phải, đúng không ạ? Rồi, cô sẽ có ý B của chúng ta với cái động từ sau nhá. Với động từ unite nghĩa là gì? Chợ với cái anh unite nghĩa là gì đấy? Nghĩa là sẽ là ở trong cái ngữ cảnh của câu này nó sẽ là nội động từ, đúng không ạ? Nó có giới từ into và nội động từ. Nội động từ nó sẽ là kết hợp với những người khác để cùng làm một việc gì đó với nhau, là cùng nhau hành động. Ngoài ra đó là khiến cho con người hoặc vật hợp nhất với nhau thành một thể thống nhất. Nhấn mạnh vào cái sự trọn vẹn của quá trình và sự duy nhất của kết quả. Thế đây cô sẽ thấy rằng là cái sự hợp tác đấy khiến cho họ là hai mà là một, đúng không ạ? Không còn cái sự khác biệt nữa. Vậy thì ở đây sẽ là hợp nhất lại với nhau và nhấn mạnh cái sự trọn vẹn của cái quá trình và sự duy nhất của kết quả. Như là cô sẽ chọn được câu 9 là ý B. Nhưng sau câu 9 chuyển cô sang câu số 10 này. Với câu số 10 dịch là chúng tôi đã thêm, đúng không ạ? Là chúng tôi đã thêm rất là nhiều những cái tính năng mà thân thiện với môi trường vào trong cái mẫu thiết kế tòa nhà này. Chúng tôi đã thêm rất là nhiều những cái đặc điểm thân thiện với môi trường vào cái thiết kế của tòa nhà này. Vì cái câu này nó giống như cái câu mà lúc trước chúng ta làm. Vậy em sẽ nhớ cho cô đến cái việc dùng cái động từ sau. Với từ incorporate nghĩa là gì? Thêm cái điều gì đó để nó trở thành một phần của cái thứ lớn hơn. Do đó với cái câu số 10 cô dễ dàng chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Sau câu số 10 chuyển sang câu số 11. Rồi bởi vì những cái đơn vị nhỏ như là từ, đúng không ạ? Có thể được kết hợp với nhau thành một cái đơn vị lớn hơn như là mệnh đề. Vậy thì cô sẽ thấy như sau. Ở đây cô sẽ loại trừ từng phương án một với cái anh ý A. Chắc ý A với từ unite nghĩa là kết hợp, liên hợp với những người khác để cùng làm một việc gì đó. Nghĩa này không ổn rồi, đúng không ạ? Và nghĩa thứ hai là khiến cho cái vật hợp nhất lại thành một thể thống nhất. Mang nghĩa là hợp nhất lại, hợp lại. Nhấn mạnh vào cái sự trọn vẹn của cái quá trình và sự duy nhất cái kết quả. Thì cái việc mà kết hợp những cái đơn vị nhỏ thành một cái câu lớn hơn ấy, nó sẽ không nhấn mạnh vào cái sự trọn vẹn của quá trình hay sự duy nhất của kết quả. Nên là cô sẽ bỏ cái phương án với cái từ, với từ unite. Ok, thế còn ý B của chúng ta là sao? Chờ ý B với cái động từ sau đây, với cái động từ là, với động từ là combine nghĩa là gì? Xem này. Thế với từ combine nghĩa là kết hợp lại với nhau để thành một thể, một nhóm thống nhất. Và đây cô sẽ hiểu là kết hợp những cái đơn vị nhỏ như là từ để tạo thành một cái câu, một cái mệnh đề hoàn chỉnh, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý B. Thế còn tại sao mình không chọn ý C? Chờ ý C với cái từ sau đây nhá. Với từ integrate nghĩa là kết hợp lại với nhau để chúng cùng hoạt động với nhau. Cái này không phải là hoạt động với nhau.